Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị em một cái phần nước uống của mình nữa nha. Thì đây là nước uống ngày hôm nay mình xin chia sẻ. Thì cái nước này thì cái nguyên liệu cũng khá là dễ tìm, cũng khá là đơn giản. Thì đó là trước tiên là mình có gạo nha mấy bạn. Gạo mình nấu cơm á, và lại với gừng. Thì chỉ có hai cái nguyên liệu này thôi. Thì cũng như hồi hôm rồi thì mình cũng tình cờ mình đi trên cái công việc cho gia đình mình ngày hôm đó, thì mình có gặp một người bạn để làm bên đông y á. Thì mấy bạn nó chỉ cho mình cái cách là để giảm đi cái mỡ thừa, mình khỏi cần uống thuốc giảm cân, và uống cái này thì cũng sức khỏe mình cũng ok, và cũng không có gì là tác dụng phụ hết. Thì tại vì thằng bé nhà mình nó hơi có ký mấy bạn, mà nó mấy bạn cũng đã biết rồi đó, thì nó đi đứng thì cũng bất tiện và hơi khó khăn. Thì bé nhà mình hiện tại giờ là 76 kg. Thì hồi lúc chưa uống cái nước này thì bé nhà mình là 80 kg. Thì cái vùng bụng của bé mấy bạn thì nó khá là dày và mỡ nó khá là nhiều. Vì cái mình cũng nghe một người bạn nó chỉ, thì trên đường ngồi chung xe, thì ngồi trên chiếc xe chung một băng ghế, thì bạn hỏi mình đi đâu gì đó, thì mình cũng có kể là mình đi mua thuốc giảm cân cho bé mình á. Rồi cái bạn đó chỉ, thì về mình cũng lúc đầu mình cũng hồi hộp, mình cũng không dám làm cho bé hay mình uống đâu, mình sợ không biết là nó có kết quả hay không và nó có tác dụng phụ gì hay không. Cái mình mua thuốc thì cho bé mình uống, thì bé mình uống hoài mà nó không có hết á bạn, nó cũng không có giảm ký, nó cũng không có sụt được gì hết. Thì mình áp dụng đại, thì trước tiên thì mình cũng làm theo mấy cái bạn nó chỉ vậy đó, rồi mình cho bé thì mình uống. Thì hiện tại bây giờ là lúc mà bé mình chưa uống thì bé mình 80 kg, thì hiện tại bây giờ thì bé của mình nó mới uống khoảng được 3 tuần, chưa được 3 tuần, 2 tuần mấy, thì bây giờ bé nó đã được là 78 kg rồi, bé ốm được 2 kg. Thì mình thấy cái vùng bụng của bé mà cái vùng mỡ dư thì nó giảm đi gõ gọt đó nha mấy bạn. Thì hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái nước dùng này. Thì cái nguyên liệu của nó khá là đơn giản luôn các bạn, chỉ có gạo của mình nấu cơm á, và lại với gừng thôi. Thì cái cách nấu nó như thế nào, cái cách pha chế như thế nào, vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng vào bếp để làm cái món nước uống này với mình ngày hôm nay nha. Thì trước tiên là mình vào để mình vào mình pha chế mình làm cái nước uống như thế này, thì mình sẽ uống thử cái nước này và chia sẻ cái phần cảm nhận của mình cho cô chú anh chị em biết luôn. Thì mình uống cái phần nước này thì mình uống cho nó ấm ấm nha bạn, ấm ấm thôi chứ đừng có để nguội, để nguội thì nó uống sẽ không có hiệu quả nha. Thì ấm ấm thôi. Uống thì nó cũng không có cái gì hết mấy bạn, cũng không có gì là gọi là lạ như cái máy. Nó nồng nồng của mùi gừng nè, cay cay nhẹ nhẹ của mùi gừng. Cái cảm giác là gì, nó có một cái chút béo béo và của cái phần gạo của mình nó ra. Thì mình uống vào thì nó thanh cổ lắm mấy bạn, nó thanh rất là thanh luôn. Tại vì cái phần gừng cay nhẹ đó, và cái mùi gừng nó cũng khá là dễ chịu, nó áp dụng cho mình cảm giác là cái phần cổ mình nó rất là thanh. Và cái phần nước nấu như thế này mình uống cũng có thể là mấy bạn mà bị ho, mà ho có đàm á, lâu ngày mình uống nó cũng khá là tốt nữa. Vậy cái phần nước này uống thì cũng khá là tiện, nhưng nó cũng không có khó gì mà khó uống hết, không có gì là khó uống hết, cũng rất là dễ uống. Uống thì nó cũng hơi là the nhẹ thôi mấy bạn, rồi cái vị béo béo của cái nước gạo nó ra thì cũng uống cũng khá là được nha, cũng dễ uống chứ không có khó. Mà mình uống hầm hầm nha, thằng bé nhà mình nó năm nay mới học lớp 8 mà nó uống vẫn được nha mấy bạn. Thì uống cái này thì mình xin nói luôn, thì buổi sáng mình uống 1 ly, chiều mình uống 1 ly nha mấy bạn. Nếu như mấy bạn sợ thì mấy bạn có thể là ăn cơm rồi mình sẽ uống, mình uống sau bữa ăn 30 phút nha. Chứ nhiều khi mấy bạn chưa quen thì mấy bạn uống vào thì nó sợ cái bao tử mình nó bào chọt, thì mình có thể là uống sau ăn 30 phút, sáng và chiều, sáng 1 ly, chiều 1 ly. Còn mình làm mà mình sẽ để vào keo, nếu như mấy bạn có keo thủy tinh thì mấy bạn sẽ để vào keo thủy tinh, rồi mình để ở ngoài cũng được. Nếu như mấy bạn sợ để ở ngoài thì mình có thể là để vào ngăn mát tủ lạnh cũng được nha. Còn ở đây mình không có keo thủy tinh thì mình sẽ để vào cái keo muỗng như thế này. Vậy bây giờ mình xin mời cô chú anh chị em cùng vào bếp với mình để chế biến cái phần gạo và gừng như thế nào nha mấy bạn. Vậy mình mời cô chú anh chị em cùng theo mình nha.
Thì mấy bạn ơi, đây là cái nguyên liệu để cho mình làm cái nước uống cho thằng bé nhà mình ngày hôm nay nha mấy bạn. Thì cái nguyên liệu này mấy bạn nhìn thấy khá là đơn giản luôn, nhưng mà mình uống cũng khá là công dụng nha. Thì ở đây mình làm tỷ lệ là 1:1 nha mấy bạn. Ở đây là 100g gừng, thì ở đây là mình dùng 100g gạo nha. Nhưng thằng bé nhà mình thì nó không có uống mà cay được nhiều thì mình bớt lại, thì mình làm cho bé nhà mình thì đây là có một khía gừng thôi mấy bạn. Một khía gừng mà 100g gạo. Thì mình người lớn thì mình làm là 100g gừng, 100g gạo nha. Đó mình uống mới có công dụng nhiều hơn. Thì gừng này của mình trồng ở nhà này, mình đào mấy hôm gài thì nó cũng bị khô nha mấy bạn. Thì làm cái món này thì gừng khô, gừng tươi gì mình làm cũng vẫn được hết. Thì khá là đơn giản mà nó uống cũng khá là có công dụng luôn. Thì mình cũng rã cho thằng bé nhà mình nó uống rồi, thì uống khoảng 1 tuần vậy đó là nó có thể là giảm được 1 ký ngoài, 1 ký, 1 ký 2, 1 ký 2, 1 ký 3 nha mấy bạn. Thì uống xuyên suốt luôn á thì nó sẽ giảm, tại vì bé nhà mình nó không có dùng cây được, cho nên mình giảm cái liều lượng gừng á, nó giảm xuống thì nó cũng sẽ là chậm chậm giảm hơn mà cái mình làm đủ cái nguyên liệu như người ta nha. Còn như mình làm đúng theo cái nguyên liệu thì 1 tuần vậy đó mấy bạn, mình là người lớn 1 tuần mình có thể là giảm được 1 ký, 1 ký rưỡi nha mấy bạn. Thì cái nguyên liệu này theo mình nghĩ thì nó cũng không có cái gì là tác hại, tác dụng phụ đâu, tại vì ở đây gừng thì mình cũng có thể ăn được, và gạo thì mình cũng ăn hàng ngày nha, mình nấu cơm mình ăn hàng ngày thì cũng khá là tốt. Thì chỉ có nguyên liệu này thôi, và mình sẽ áp dụng cho cái những bé hoặc là mình người lớn mình bị giảm, mình bị thừa cái mỡ bụng mấy bạn, mình thừa mỡ bụng hoặc là mình gan nhiễm mỡ mà mình bị mỡ nhiều, mỡ nước nhiều á, thì mình uống cái này nó cũng khá là công dụng nha. Mình thì mình không biết đâu mà có một người bạn ở bên đông y á chỉ cho mình làm cái cách này thì cho thằng bé nhà mình nó uống rồi mình cũng cảm thấy là ok, cho nên ngày hôm nay thì mình đem lên mình chia sẻ với mấy bạn nha. Bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng theo mình vào căn bếp nhỏ để chế biến cái món dùng của ngày hôm nay nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần gừng á mình đã rửa và sắc thành sợi như thế này rồi nha. Thì gạo thì mình cũng đã vo rồi. Vậy bây giờ mình sẽ đem vào bếp để mình chế biến nha mấy bạn. Thì ở đây mình cũng có chuẩn bị một cái chảo mình để lên bếp như thế này nha. Thì mình bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình trước tiên mình sẽ để cái phần gừng vào để mình rang nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ rang cái phần gừng này cho nó vàng. Cái này cũng như mình vừa làm rồi mình vừa quay, mình vừa cầm mình vừa làm luôn các bạn. Cầm cái điện thoại rồi mình vừa tự quay rồi mình tự làm, nó cũng hơi rung nha. Cái mình quay cái này nó hơi rung, mấy bạn cũng thông cảm cho mình nha. Bây giờ cái mùi gừng của mình nó thơm lên nè mấy bạn ơi, nó thơm rồi nè. Mình thì mình rất thích ăn gừng, cho nên mình làm cái này mình cảm thấy cái mùi gừng nó khá là thơm, khá là dễ chịu luôn. Mình cứ rang như thế này, rang đến khi nào cái miếng gừng của mình nó khô lại nha mấy bạn, nó khô cho nó vàng. Mình để cho nó vàng nhẹ thôi, vàng hơi thôi chứ không phải là vàng mà cho nó vàng quá nha. Thank you.
Thì bây giờ mình chụm củi á mấy bạn, cho nên là cái lửa nó hơi nhiều một chút. Bây giờ mình xin mạn phép và mình xin tắt cái điện thoại để mình lấy củi cho nghe. Tại vì mình cầm trên tay mình nó rồi, một tay sơ, một tay cầm điện thoại, cho nên không có lấy củi bớt là được. Bây giờ mình xin mạn phép mình tắt cái điện thoại để mình lấy bớt cái phần củi ra nghe mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, cái gừng á, của mình làm như thế này cũng là được rồi đó nha. Bây giờ mình sẽ để gạo vô luôn. Mình sẽ để gạo vô mình rang chung với gừng như thế này nè. Hôm nay cái bình ga của mình nó hết rồi các bạn, cho nên mình làm bằng cái bếp than. Nó hơi khó chỉnh cái độ lửa nha mấy bạn. Mấy bạn có bếp ga thì mấy bạn chỉnh cái độ lửa chỉnh dễ. Và cứ như thế thì mình cứ tiếp tục sơ đều như thế này. Khi nào cho cái hạt gạo của mình nó vàng là mình sẽ nhắc xuống nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái hạt gạo của mình nó cũng ngã màu vàng rồi nè mấy bạn. Nó ngã màu vàng như thế này rồi. Rồi cái miếng gừng của mình cũng đã khô rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó vàng thêm một tí nữa nha. Thì cái hạt gạo của mình á, với gừng mình làm cho nó vàng á, nữa sau này mình khoa cái nước á, mình uống nó sẽ thơm hơn nha mấy bạn. Với dạ lại mình sẽ để nó được lâu hơn. Thì cái phần gạo và gừng mình ra như thế này, mình độ chừng là mình uống được một tuần đó nha mấy bạn là được rồi, chứ đừng làm nhiều nữa. Làm nhiều nữa thì mình uống nó sẽ không có còn mùi thơm, dạ lại nó cũng sẽ không tốt nha. Mình làm từng trả lợi thôi. Nếu như mình có thời gian được nhiều thì mình có thể là làm một lần, mình dùng 2 ngày 3 ngày rồi mình sẽ làm tiếp. Thì như thế thì cái phần gạo và gừng của mình mình mới làm thì mình uống nó sẽ ngon hơn và nó sẽ an toàn hơn. Và bây giờ gừng với gạo như thế này nè, bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Bây giờ mình sẽ tắt cái điện thoại đi, rồi mình sẽ nhắc cái phần này xuống, rồi mình sẽ chờ cho nó nguội, rồi mình sẽ chăm cái phần nước nó ra như thế nào để chia sẻ với cô chú anh chị em mình luôn ngày hôm nay nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần gạo rang với gừng của mình như thế này nè mấy bạn. Đây, bạn nhìn thấy nè. Như thế này là được rồi nha mấy bạn. Còn nếu như cô chú anh chị em thích nó hơi vàng một tí nó cũng vẫn được nha. Còn mình thì mình như thế này là mình ok rồi. Mình không có để nó vàng quá nha mấy bạn. Vàng quá thì cái mùi của nó nữa, mình đổ nước mình uống thì mình chăm nước vô mình uống thì nó không có được thơm bằng cái dừa vàng như thế này nha. Vậy cái phần gừng và phần gạo thì cũng khá là thơm. Vậy bây giờ mình sẽ pha cái gạo với gừng này để chia sẻ với các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái phần pha. Thì ở đây mình có chuẩn bị đi một cái ly nha mấy bạn. Thì một lần mình pha uống á, thì mình sẽ dùng 2 muỗng. Mình người lớn thì mình sẽ dùng 2 muỗng. Còn nếu như nhỏ thì cả trạng tuổi con mình thì mình sẽ dùng 1 muỗng rưỡi thôi. Nếu như thằng bé nhà mình thì mình sẽ dùng ít lại. Tại vì nó còn bé thì mình sẽ dùng một lần là có khoảng 1 muỗng rưỡi như thế này thôi nha mấy bạn. Rồi mình chế nước sôi và nước nóng và. Và như thế này nè mấy bạn, thì mình sẽ để cho nó khoảng tầm là 10 phút 20 phút nha.
để tầm 10 phút 20 phút cho cái phần nước gạo của mình nó dưới gừng nó ra, rồi cho nó vừa hẩm hẩm các bạn, mình uống nó vừa hẩm hẩm thì nó có hiệu quả hơn là nó nguội nha. Bây giờ nó khá là thơm luôn, vậy mấy bạn thử dùng cái làm cái cách như mình coi nó có hiệu quả hay không nghe. Chứ còn mình thì mình thấy thằng bé nhà mình uống cái nước này rất là ok, mà sức khỏe thì rất bình thường, không có bị mệt mỏi gì hết á, mà cái mỡ thừa thì nó giảm đi gõ gệt luôn á. Vậy đến đây thì mình cũng xin tạm dừng video lại đây nha. Thì mình chia sẻ cũng hơi dài rồi, mình cũng xin tạm dừng video lại đây. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được cái video của mình thì nếu như thích thì hãy để cho mình một lượt chia sẻ và bình luận trong đó, để mình biết là cô chú anh chị em đã ghé qua và xem cái video của mình rồi. Vậy đến đây mình xin chúc cô chú anh chị em một ngày vui vẻ, thành công, hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và mình cũng mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video gần nhất, trong những cái bữa cơm sớm nhất của mình. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.